Ngày 11 tháng 1, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Xuân Hiền, 29 tuổi và Đinh Công Quân, 31 tuổi, cùng trú tỉnh Thái Bình về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép. Theo đó, rạng sáng ngày 27 tháng 12 năm 2020, tại hầm đường bộ Nam Hải Vân, Tổ công tác Trạm Cảnh sát Giao thông cửa Hòa Hiệp thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 17A17843 do Đinh Xuân Hiền cầm lái có dấu hiệu vi phạm nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Qua đó phát hiện trên xe chở 5 người gồm tài xế Đinh Công Quân và 4 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc không xuất trình được hộ chiếu thị thực nhập cảnh hợp pháp. Qua điều tra, vì muốn sang Campuchia làm việc nên số người Trung Quốc đã vượt biên trái phép vào Việt Nam và được chuyển sang xe hợp đồng đi với Hiền và Quân. Toàn bộ chi phí vận chuyển số khách trên đến nơi sẽ được phía bên Campuchia thanh toán. Khi vừa đến địa bàn Đà Nẵng thì bị phát hiện. Hiện tài xế Hiền và Quân đã bị tạm giữ. Riêng 4 người Trung Quốc, cơ quan an ninh điều tra cũng đã củng cố hồ sơ và chuyển giao cho phòng quản lý xuất nhập cảnh xử lý theo thẩm quyền.